Chúng tôi Tuyết Phượng và Tôn Thất Hùng của đài VBS Canada xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hiện nay vào tháng 10 thì cả nước Mỹ, Canada và nói chung là cả khắp thế giới đang chuẩn bị một cái mùa tưng bừng để mà đón chào cái ngày Halloween. Các shopping đều trưng bày những cái hình thù, những cái trái bí rợ hình thù kỳ lạ hoặc là những cái áo quần hóa trang để cho người lớn cũng như trẻ em có thể tham gia những cái chương trình rất là nhộn nhịp này. Thì hôm nay chúng tôi muốn bàn về chủ đề này thì chúng ta cần tìm hiểu thêm một cái nguồn gốc từ đâu đến mà chúng ta có được cái ngày Halloween. Thì muốn nói đến nguồn gốc thì là nói chung là về lịch sử. Thì Hùng có thể cho quý vị khán thính giả biết được lịch sử của cái buổi Halloween như thế nào không ạ? Kính thưa quý vị, thưa chị Phượng, thì trước khi mà trả lời câu hỏi của chị Phượng đó thì quý vị như chị Phượng thấy ngày hôm nay trên bàn của mình cũng có những cái vật trang trí theo cái chủ đề Halloween phải không chị? Đúng rồi, cái áo của Hùng cũng là cái bí À, rợ mùa da cái áo này là cũng cũng họ bán trong cái mùa Halloween thưa quý vị thưa nè. chị. Được được anh producer anh cho. kính thưa quý vị thưa chị Phượng. Đằng sau lưng mình là À, bà bà phù phù thủy. thủy. Rồi trên bàn thì là mình có những trái bí, những cái hình thù nó hơi lạ. Coi chừng rớt. Đúng rồi, đúng rồi, cái trái này nè, sao Hùng thấy nó Rồi lạ mấy con nhện nữa chị. quá. Kính thưa quý vị, thưa chị Phượng, thì con nhện á, chút xíu nữa trong chương trình Hùng sẽ cho quý vị biết là ý nghĩa của con nhện như thế nào trong cái niềm tin về Halloween. Và khi mà chị hỏi Hùng hồi nãy là về cái Lịch sử của lịch cái sử của Halloween. Halloween, kính thưa quý vị, thì khi mà chúng tôi tìm hiểu ở trên sách báo trên internet thì có rất nhiều những cái nguồn lịch sử mà nói chung á thì có những cái nguồn tài liệu thì nó ngắn và cũng có những cái nguồn tài liệu rất là rườm rà và có qua nhiều giai đoạn và chúng tôi xin tóm tắt mà tức là lễ Halloween của ngày hôm nay chúng ta thấy là một sự kết hợp của người Celtic. Chị Phượng biết người Celtic là người vùng sống ở cái vùng Bắc Âu, vùng phía Tây của Bắc Âu. Ngày xưa đó thưa chị, khoảng thế kỷ trước thế kỷ 15. Và Thiên Chúa giáo và các tôn giáo địa phương của vùng châu Âu, nguyên cái vùng châu Âu thì và lúc đó cái thời điểm đó là người ta chọn ngày 31 tháng 10. Cái ngày mà giống như là giữa giữa mùa thu đó chị. Và để mà làm cái ngày Halloween và trong cái thời điểm trong quá khứ đó thì người ta tin là cái ngày đó, ngày 31 tháng 10 là ma quỷ từ dưới địa ngục sẽ đi lên 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 trần Sợi gian. Và do lên đó cái phong tục ngày xưa đó thưa quý vị thưa chị Phượng là người ta đốt lửa để mà xua đuổi ma. Ngoài ra ngoài cái vấn đề mà đốt lửa thì người ta ăn mặc giống như là ma quỷ để mà mình không có bị ma quỷ bắt đi, tại nó tưởng đâu mình cũng là ma như nó không bắt, nó đi bắt người thường. giống như là dị đoan máy tính hả? Thì nó là trong những cái belief của người ta mà trong cái thời điểm giữa thế kỷ 15 thưa quý vị thưa chị Mà Phượng. cái đó là từ cái châu Âu Từ trước. từ vùng châu Âu bắt nguồn từ Tây Tây Bắc Âu. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì nó không có còn là một cái màu sắc mà mang tính cách tôn giáo hay là mê tín dị đoan nữa, mà cái ngày Halloween trở thành một ngày lễ hội, một cái event cho một cái family event. Coi như là người ta hóa trang rồi người ta Và đi người nhảy hóa đầm trang, rồi người này ta kia đó, tiệc tùng vui cho nó chơi vui phải và không? các em bé thì mặc đồ hóa trang là ngày hôm đó ở trong trường cũng cũng có những cái lễ mà những cái activity cho các em nó chơi thưa quý vị thưa chị. Và cái nói chung là đến thế kỷ 19 là nó không có còn cái màu sắc tôn giáo hay là lo sợ về mê tín nữa thưa quý vị thưa chị.
Thì như vậy á, Hùng nghĩ là như Hùng nói đó là con nít á, thì nó đi ra đường nó xin kẹo vui như Dạ là vâng. lễ hội phải không? Nhưng mà nói đến sự an toàn thì Phượng nghĩ là mình phải chuẩn bị những gì, tại vì là cũng có những, Phượng nghe là trong những năm về trước cũng có những cái Có kim hay gì những trong cái kẹo accident. đó. Dạ vâng, Đó thì Hùng có thể chia sẻ với quý vị mình phải làm gì để cho nó được dạ an vâng. toàn trọn vẹn. Dạ cảm ơn chị Phượng. À, kính thưa quý vị, thì khi mà mình nói tới an toàn thì Hùng xin trình bày về vấn đề an toàn trong trang phục hóa trang trước. À, thì những cái costume, những cái áo quần hóa trang phải có màu sáng để mà khi mà mình đi ra đường hay là các em bé đi ra đường, xe nó có thể dễ dàng nhận thấy. Đúng Chứ rồi. còn nếu mà ăn mặc giống như là những cái áo Dracula hay là những cái bà phù thủy đó, áo đen, thì đôi khi xe họ không có thấy. Mình băng qua đường người ta không thấy, có thể mình đụng. Và nếu trong trường hợp mà mình vẫn thích cái áo đó quá, thích làm bà phù thủy giống như ở đây, hay là làm Dracula gì đó, thì mình nên có những dán những cái dải mà phản chiếu ánh sáng đó chị. Có thể là dán trên nón hoặc là dán trên Trên người. áo. Dạ, để mà khi mà xe họ chạy tới thì ánh sáng nó phản chiếu lại và họ thấy được. Và mình không có mặc những cái áo quần mà gây cái phản ứng, một cái phản ứng mà negative là gì ha? Giống như là dữ dội từ quần chúng. Hùng xin ví dụ là trong thời gian vừa qua có một, khi mà cái vụ mà 911 ở bên New York, cái vụ khủng bố ở bên New York vừa xảy ra, thì lại có những cái bộ costume, những cái bộ quần áo hóa trang họ bán cái khuôn mặt Bin Laden. Thì có những thanh niên họ hóa trang Bin Laden ra đường thì họ bị đánh. Phải đưa vào bệnh viện. Thành ra mình phải nên tránh những cái đó, đừng có gây xúc phạm đến quần chúng. Hoặc là bây giờ mà nếu mà hóa trang một cái ông Hitler mà mình đi vào trong cộng đồng Do Thái thì là cũng cũng nguy hiểm cho mình. Tự nhiên đem chính trị vô phải không? Cũng không nên, không nên. Còn khi mà nói về dao trong cái costume hóa trang đó, thì có những em nó làm những ông lính ngày thời xưa, dắt dao găm bên hông, hoặc là có những cây kiếm dài thì thường là bằng bằng mũ bằng nhựa hết. Thì mình nên tìm những cái con dao, những cây kiếm nào mà nó cái mũi nó đừng có nhọn, tại vì mặc dù là bằng nhựa đó nhưng mà nó cũng có thể làm lủng bụng như chơi. Thành ra nên cẩn thận cái đó. Đó là nói về an toàn bên Về ngoài về 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 trang phục. trang Dạ phục, vâng. còn nói về an toàn và những đồ ăn hay kẹo rồi thì phải làm sao? Dạ vâng. À, kính thưa quý vị, thì khi mà nói về kẹo đó, thì chúng ta trước trước tiên là, Hùng xin trình bày là ở bên Bắc Mỹ, ở Mỹ và Canada, thì người ta hay có cái phong tục là đi từng nhà để xin kẹo. Mỗi người đem theo một cái bị để xin kẹo, thì đa số là các em bé. Còn thanh niên đó, thì họ có những cái trò chơi riêng, giống như những cái vũ hội hóa trang riêng. Còn xin kẹo thì thường các em bé đi xin. Thì mình nên chú ý những điểm này, thưa quý vị, là cha mẹ nên đi cùng các em. Đúng đúng rồi, mấy em nhỏ thì cha mẹ nên đi Nên chung đi ha. cùng. Thì các em nó có thể vô, nó gõ cửa thì cha mẹ đứng ở ở ngoài đường. Đúng rồi. Nhưng mà nếu nó Nhưng đi lớn với nhau thì nó nên đi thì một nó đi một một group, nhóm. một nhóm với nhau. Và chỉ có những cái bánh kẹo mà sản xuất của những cái công ty bánh kẹo đó có giấy gói đàng hoàng đó thì mình nên ăn. Còn những cái bánh kẹo mà có thấy cái dấu hiệu là đã mở ra rồi, hoặc là kẹo bánh được làm tại nhà homemade á, thì mình nên nên tránh, tại mình không Đúng. biết là người ta chế biến cái gì ở trong đó. Đúng rồi. Chị hồi nãy lúc mà trước khi mà vào trường quay thì chị có nói với Hùng là có những cái bánh gì mà có kim hả chị? Đúng rồi đó, thì trong trong kẹo đó, nói không, trong kẹo thì sau khi cái ngày Halloween đó thì là mình cũng nghe trên đài tin tức nói là mấy em mở ra ăn kẹo trong đó có kim. Thành ra cái đó là cái mà mình không biết là cố tình là do những cái người làm trong hãng họ ganh tị nhau hay là sao đó mà những đứa trẻ là nạn nhân. Thành ra như vậy, thí dụ như là nếu mà họ làm từ cái factory mà họ đã bỏ kim vô đó rồi thì làm sao mình biết được? Thì cái đó là nó qua một cái vấn đề khác, một cái lĩnh vực khác về trách nhiệm pháp lý của các công ty. Nhưng mà những đứa trẻ nó ăn á thì nó đâu có Thì bây biết. giờ mình cũng không biết cái đó, là Hùng nghĩ chắc cũng hên xui, tại vì nếu mà họ không
Các em nó không xin được từ các gia chủ thì bố mẹ cũng mua từ tiệm về. Đúng Dạ rồi. vâng, Thật ra dạ. cái cách ăn là nói chung là nó ăn cẩn thận, nó đừng có nuốt liền, phải Dạ, không? Tại nó phải lườm lườm kiểu như là cá mắc xương vậy đó. Để cho họ có gì thì mình còn nhả ra, chứ nếu nhưng không là mà nuốt. cái quan trọng là đồ ăn mà homemade thì mình nên tránh. Đúng rồi, Dạ, tránh hoàn toàn tại đó. có những trường hợp mà báo đăng rất là nhiều, hầu như năm nào cũng thấy là có những trường hợp mà không biết có những người đó họ họ ác hay là họ cố tình họ phá hoại và họ bỏ thuốc độc vào trong những cái bánh mà họ làm tại nhà và cho các em nó ăn mới bị trúng độc. Dạ vâng. À, mà hồi nào hồi nãy Hùng nói đến cái múa hóa trang là Phượng nhớ đến Phượng đi coi cái phim Romeo Juliet đó, Dạ. thì Phượng thấy rõ ràng là họ múa hóa trang trong đó, nhưng mà nó có phải dịp Halloween đúng không? Hùng hình như cái đó là cũng một trong những lễ hội hóa trang mà không nhớ. Chị hỏi về cái tác phẩm Romeo Juliet, kính thưa quý vị, thưa chị Phượng, thì Hùng cũng đã học qua lúc mà qua bên này đi học trung học á, học high school, thì hình như là chương trình văn của lớp 10 thì Shakespeare. Shakespeare là có học cái đó, mà lâu quá 20 mấy năm không có nhớ là họ họ gặp nhau trong một cái lễ hội nào. Nhưng mà có lẽ là lễ hội hóa trang cũng xảy ra nhiều chứ không phải là chỉ có cái Halloween không, phải Có không? thể là vậy. Dạ vâng. Thì Romeo Juliet thì là cũng cái giai đoạn là thế kỷ 16, 17, cái thời Shakespeare. Dạ, thì hình như là trong cái văn hóa của châu Âu, người ta thích cái Cũng vũ hay chứ, hội hóa hay chứ, trang tặng không chị? tặng Dạ. tình nhân trốn đi Dạ. rất là hay. Phương Dạ. thấy con coi Phương thích thích lắm. Nhưng mà Phương nghĩ là làm gì làm chúng ta cũng nên bình tĩnh, tại vì có những cái căn nhà đó Hùng, họ Dạ. Phương thấy họ trang hoàng ghê rợn lắm, nào là màn nhện, là ma quái, rồi tiếng la tiếng hét, thì À họ à. dặn lên cái radio đó. Dạ. Thật ra nhưng mà nếu mà những cái đứa nhỏ xíu mà đem đi đó là coi chừng, tại rồi nó sợ, nó đêm về nó bị ác À mộng, à. phải Kính thưa không? quý vị, thưa chị Phượng, thì có những cái không biết là có những cái căn nhà tại người lớn họ set up thôi, nó rất là dễ sợ, tức là họ để cả một cái xe đang tông vào trong nhà, và người tài xế tức là họ để một bức tượng ở trong đó, và người tài xế là máu me tùm lum nằm, hoặc là đang cái tư thế mà chui ra khỏi xe và máu không, hoặc là kẹt cái tay ở ngay cửa, thì có những người mà họ tưởng người hàng xóm hay là người mà lái xe đi ngang họ tưởng là một cái accident thiệt và họ gọi cảnh sát. Cái đó không Dạ nên dạ hả? Đó cũng dạ không nên. thành ra hồi Halloween hồi năm rồi thì Hùng cũng có nghe trên đài radio thì cảnh sát họ nói là nếu mà các gia đình mà có những cái trang trí mà rùng rợn như vậy thì nên báo cho cảnh sát trước để mà họ họ biết, để mà họ không có đến hay là họ chuẩn bị, chứ họ không có quá hốt hoảng khi mà nghe một cái tin của hàng xóm báo. Đó là cảnh sát họ dặn cho trong cộng đồng, các cộng đồng như vậy.